Nè, em nói gì vậy? Đợi anh tới, đừng có suy nghĩ dại dột nha. Anh không được đi gặp cô ta. Anh cũng đâu có muốn đi gặp cô ta đâu. Nhưng bây giờ không tới á, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Em né ra đi, anh nói chuyện với em sao? Anh Cường! Anh! Em không quyết liệt lên á, có ngày mất chồng như chơi. Giờ em cũng không biết sao nữa. Cô ta cứ suốt ngày thao túng tâm lý chồng em, bắt chồng em đi theo cô ta. Chị, hay là bây giờ mình đi đánh ghiêng đi. Wow. Tướng này quánh được ai? Với lại á, thôi quánh xuống vị thế lắm, đừng quánh ghen. Giữ chồng mà chồng mê, chồng mận, chồng không dám đi à. Xài cái bộ giống chị đi. Anh của em á, có bao giờ đi đâu đâu. Ôi, ở nhà lúc nào á, con nhỏ nào đi chăng nó đẹp cỡ nào, không quan tâm, chị vợ là vợ là vợ thôi. Đợi chị lấy cho. Đấy, cái bí kíp mà chồng ghiêng là đấy. Này, rửa vô nhà kháng viêm kháng khuẩn nha, làm sạch nha, mà được tạo bọt sẵn nó an toàn tiện lợi, độ pH chuẩn, xài vô cân bằng lại độ pH á, còn giúp á cô bé hồng hào xe khít, xịn nha xịn nha. Con này xịt vô đấy quần chip nè, thơm mà thơm quyến rũ cực kỳ luôn. Anh chồng mà hít vô cái bá cháy bỏ chén, xài đi chồng ghiêng. Dạ, để em sẽ thử. Dạ, bữa nay em thơm như quyến rũ lắm luôn á. Dạ, anh lúc nào mà không thơm như quyến rũ. Alo. Anh Cường, anh có tới đây lẹ không? Không thôi từ nay về sau anh sẽ không bao giờ thấy mặt em được nữa đâu. Thảo nè, cuộc sống á đáng trân trọng lắm. Không ai có thể cứu cô mãi được, kể cả tôi. Tôi là người đã có vợ, và tôi không muốn ai á xen vào cuộc sống hôn nhân của vợ chồng chúng tôi. Tôi thương vợ tôi nhiều lắm. Thôi, chào cô. Cảm ơn anh nha. Em khờ quá, cảm ơn gì. Hai đứa mình á là vợ chồng, phải biết yêu thương á, quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Từ đây về sau á, anh sẽ yêu thương em nhiều hơn nữa.